Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Chủ nhật ngày 15 tháng 10. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ dự án đường vành đai 2. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Phát động hoạt động chạy vì cộng đồng Upgrade Khánh Hòa năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, tháng 9 năm 2023, sản lượng thủy sản toàn huyện thực hiện 1.854 tấn, nâng tổng sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay thực hiện gần 14.800 tấn, đạt 105,7% kế hoạch năm, tăng 45,44% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, sản lượng khai thác thực hiện hơn 5.500 tấn, bằng 73,3% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thực hiện 9.290 tấn, bằng 142,9% kế hoạch, tăng 107,3% so với cùng kỳ năm 2022. Nhờ chủ động vệ sinh, cải tạo ao đìa, nên đến nay có hơn 800 hectare ao đìa đưa vào thả nuôi, chủ lực vẫn là nuôi ốc hương, tôm thẻ chân trắng. Đến nay, các đối tượng thủy sản thả nuôi đã thu hoạch gồm có tôm chân trắng gần 2.000 tấn, ốc hương trên 1.500 tấn, tôm hùm 295 tấn và cá biển hơn 4.800 tấn. Hiện tại, chính quyền các xã ven biển tiếp tục tuyên truyền và khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản theo vùng nuôi quy hoạch, chú trọng công tác vệ sinh môi trường và theo dõi quá trình sinh trưởng cũng như phòng bệnh cho đối tượng nuôi. Nhiều hộ đang tiếp tục chăm sóc, tăng cường bổ sung thức ăn để đối tượng nuôi như tôm hùm, ốc hương phát triển ổn định, đạt kích cỡ nhằm xuất bán cho thương lái trước khi mùa mưa bão đến. 9 tháng năm 2023, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện Vạn Ninh thực hiện gần 8.000 hectare, bằng 76,58% kế hoạch năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng diện tích sản xuất cây lúa trên địa bàn huyện Vạn Ninh chiếm hơn 80%. Còn lại, sản xuất các loại cây công nghiệp ngắn ngày như bắp, mía và cây hoa màu rau đậu. Đến nay, bà con nông dân của huyện đã thu hoạch xong 100% diện tích cây lúa, năng suất bình quân đạt 62,78 tạ trên 1 hectare, sản lượng lúa vụ hè thu thực hiện hơn 20.000 tấn. Để sản xuất cây trồng theo kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh chỉ đạo chính quyền các xã thị trấn chủ động hướng dẫn bà con nông dân sản xuất lúa vụ mùa, điều tiết nước tưới hợp lý và thường xuyên thăm đồng, chăm sóc cây lúa trước các dịch bệnh phát sinh gây hại do thời tiết diễn biến bất thường, nắng đang xen, và chỉ đạo các hợp tác xã hướng dẫn bà con nông dân kịp thời phát hiện sâu bệnh để phòng trừ nhằm giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Thưa quý vị và các bạn, dự án nút giao thông Ngọc Hội là công trình vòng xuyến tròn trên cao với 4 nhánh rẽ tại điểm giao giữa đường sắt Bắc Nam với đường 23 tháng 10 thành phố Nha Trang. Dự án này kết nối với nhánh phía Bắc và phía Nam của dự án đường vành đai 2 nhằm giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển cho thành phố Nha Trang cũng như các khu vực lân cận. Sau nhiều năm thi công, ngày 2 tháng 9 vừa qua, hai công trình này đã được thông xe 2 chiều 3 trên 4 nhánh. Hiện tỉnh đang tập trung giải phóng mặt bằng đối với nhánh phía Bắc của dự án đường vành đai 2. Phấn đấu đến ngày 2 tháng 9 năm 2024 sẽ đưa vào khai thác hoàn chỉnh đối với hai dự án này. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, hiện nay, nhánh phía nam của dự án đường vành đai 2 với chiều dài khoảng 5,8 km từ đường Nguyễn Tất Thành đến nhánh N2 nút giao thông Ngọc Hội đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác. Vướng mắc hiện nay là khu đất xây dựng trạm biến áp 3 nằm trong khu đô thị An Bình Tân vẫn chưa thể thu hồi nên chưa có mặt bằng thi công, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng cho đường vành đai 2. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, chủ đầu tư khu đô thị An Bình Tân đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi khu đất này, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Ngoài ra, đoạn từ nút giao đường Tố Hữu đến nhánh N2 của nút giao Ngọc Hội do đang trong thời gian xử lý nền yếu nên vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành như bê tông nhựa lớp trên, lát gạch vỉa hè, điện chiếu sáng. Riêng cái nhánh N2, thế thì hiện nay cũng chưa thể bàn giao, chỉ bàn giao đoạn từ Tố Hữu trở về phía Nam thôi. Cái nhánh đấy thì chính là như vậy, là còn đoạn từ Tố Hữu đến nút giao thì hiện nay là vẫn là đang xử lý nền yếu, là chưa thể bàn giao được. Thế thì Phúc Sơn là có đề nghị là hoàn thiện cái việc mà vỉa hè, không ạ, cái giải phân cách theo tiêu chuẩn các thiết kế hiện nay. Còn này thì chúng ta sẽ tạm bàn giao để đưa vào để cho thành phố Nha Trang quản lý, không, quản lý là gì, vỉa hè, quản lý giải phân cách, trồng cây và toàn bộ điện chiếu sáng, thì nó cũng như để mà
đưa vào vận hành khai thác. Cái chỗ này riêng sở giao thông báo cáo chính là cũng sẽ tiếp nhận cái phần đường để quản lý luôn. Trong khi đó, đối với nhánh phía Bắc, hướng đi dự án đập ngăn mặn nối ra phía Bắc vẫn chưa thực hiện xong công tác kiểm kê để giải phóng mặt bằng. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, mặc dù chiều dài chỉ khoảng 4 km, ngắn hơn nhánh phía Nam, tuy nhiên, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng lên đến 703 trường hợp. Nhu cầu tái định cư để giải phóng mặt bằng nhánh này khoảng 500 lô. Trong đó, dự kiến bố trí 12 lô tại khu tái định cư Ngọc Hiệp, 249 lô sẽ bố trí tại khu tái định cư Vĩnh Thái, 240 lô còn lại sẽ bố trí tại khu tái định cư Vĩnh Trung, Vĩnh Thái. Hiện nay, mới có khu tái định cư Ngọc Hiệp đã hoàn thiện hạ tầng, hai khu tái định cư còn lại vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng để thi công. Do chưa có quỹ đất tái định cư, nên Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chưa thể trình phương án giá đất bồi thường và giá đất tái định cư cùng một thời điểm. Còn riêng về cái dự án Vành đai 2, thời gian thực hiện thì nó cũng rất là lâu rồi, nhưng mà nó vướng. Ở đây là nói là vướng mặt bằng thì đây là cái từ chung mình gọi thôi. Nhưng mà quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng thì nó có nhiều cái công đoạn để thực hiện. Thì hiện nay dự án này có trên 700 trường hợp thì kiểm kê gần xong, nói chung là gần xong cái công tác kiểm kê. Đấy, còn đầu riêng bây giờ ấy, mà để mà thực hiện cái công tác mà xây dựng phương án mà đưa ra hội đồng họp, là hiện nay thành phố Nha Trang đã chỉ đạo những trường hợp đã xác minh xác nhận nguồn gốc vẫn xây dựng phương án để đưa ra họp và lấy cái giá cũ, bởi vì hiện nay dự án này nó chưa có đủ cái quỹ đất tái cư để xây dựng giá. Để phát huy tối đa ý nghĩa của công trình đường Vành đai 2 kết nối nút giao thông Ngọc Hội trong việc giảm ùn tắc giao thông ở khu vực cửa ngõ thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển cho thành phố Nha Trang cũng như các khu vực lân cận. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn để thống nhất phương án đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công việc còn lại nhằm hoàn chỉnh hai dự án này. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc còn lại. Xem đây là công trình trọng điểm chào mừng sự kiện 100 năm ngày thành lập thị xã Nha Trang ngày 2 tháng 4 năm 2024 và ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2024. Và như kết luận trước đây thì giao cho thành phố Nha Trang các đồng chí lập cái dự án đầu tư trồng cây xanh ở Vành đai 2 nhánh phía Nam và yêu cầu của tỉnh các đồng chí hoàn thành trước ngày 2 tháng 4 để chào mừng 100 năm thành lập thị xã Nha Trang. Xem đây là một cái công trình của Nha Trang để các đồng chí chào mừng cái sự kiện đó. Còn Vành đai 2 thì theo như cam kết và đề xuất, cái này là Nha Trang tôi gửi, các ông chí sẽ cố gắng là đưa vào hoạt động đúng dịp ngày 2 tháng 9 năm 24. Như vậy là sau một năm, 2 tháng 9 23 thì chúng ta là thông tuyến được 3 nhánh, thì đến năm 24 là chúng ta sẽ thông tuyến toàn bộ cái nút giao Ngọc Hội và Vành đai 2. Cùng với dự án đường Vành đai 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng đối với nhánh N4, trong đó ưu tiên giải phóng mặt bằng đối với các trụ, mố, kết cấu nhịp nhánh N4 để hoàn thiện công trình nút giao thông. Đây là nhánh kết nối với nhánh Bắc dự án đường Vành đai 2, hiện vẫn chưa được triển khai thi công do vướng mặt bằng. Đến thời điểm này, dự án nút giao thông Ngọc Hội mới hoàn thành và đưa vào vận hành nhánh N1, N2, N3 và vòng xuyến, đang thi công cầu đi bộ vượt đường sắt và nút giao đường A1. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trong đó, Bộ yêu cầu hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2024, chuẩn bị các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, hoàn thiện đề án phương thức tuyển sinh năm 2024, khắc phục các bất cập hiện nay trên cơ sở phân tích dữ liệu, trong đó đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp gây khó khăn cho thí sinh. Trong mùa tuyển sinh năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận vẫn còn trường có quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, khó khăn cho thí sinh và hệ thống.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài hai phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 gồm 4+2 và 3+2, bao gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung phương án 2+2, tức là học sinh chỉ phải thi hai môn bắt buộc toán, ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, bao gồm cả ngoại ngữ và lịch sử. Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án thi chính thức sẽ được công bố trong quý 4 năm 2023. Hiện các em học sinh đang mong chờ từng ngày phương án thi cụ thể để có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp. Tối qua tại thành phố Nha Trang, Hội Hữu nghị Việt Trung tỉnh Khánh Hòa tổ chức vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Trung lần thứ 2 với chủ đề Du lãm Khánh Hòa dành cho sinh viên đang theo học tiếng Trung tại các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh. Tại đêm chung kết cuộc thi, 10 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh đã tham gia tranh tài tại phần thi hùng biện bằng tiếng Trung, giới thiệu một địa điểm du lịch tại Nha Trang Khánh Hòa. 5 thí sinh có điểm số cao nhất tiếp tục bước vào phòng thi ứng xử. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải tư. Giải nhất thuộc về sinh viên Trần Thị Huyền Trâm đến từ trường Đại học Nha Trang. Cuộc thi là sân chơi tri thức, tăng cường giao lưu hiểu biết, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho các bạn sinh viên, qua đó giúp đẩy mạnh giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc, đồng thời tăng cường ý thức trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc trong thế hệ thanh niên. Sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Nha Trang đã tổ chức liên hoan các chi hội hoạt động tốt và ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2023, chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10. Tham gia liên hoan có 34 chi hội, câu lạc bộ đến từ các cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các xã phường, trường học trên địa bàn thành phố. Tại liên hoan, đại biểu cùng đoàn thanh niên đã ôn lại truyền thống 67 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng tham gia các phần thi sôi nổi như thiết kế không gian trưng bày kỹ năng hội, thiết kế infographics, đồng diễn semaphore, múa hát tập thể, thi dân vũ, kỹ năng công tác thanh niên và nghi thức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, rèn luyện kỹ năng cho cán bộ hội viên thanh niên cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo trong thanh niên, từ đó góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Tin thể thao, sau một tuần thi đấu sôi nổi, sáng nay tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, 33 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức bế mạc giải vô địch Futsal đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ 27 năm 2023. Giải thi đấu kết thúc bằng hai trận chung kết hết sức hấp dẫn. Theo đó, đội Futsal nữ Sở Văn hóa và Thể thao giành chức vô địch khi vượt qua đội Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong khi đó, đội Futsal Nam Khánh Vĩnh lên ngôi vô địch khi vượt qua đội Sở Văn hóa và Thể thao với tỷ số 3-2. Giải đấu quy tụ 26 đội bóng tham gia với gần 300 vận động viên, trong đó có 14 đội bóng đá nam và 12 đội bóng đá nữ đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc, đoàn khối các cơ quan tỉnh và đội khách mời. Giải đấu diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh, thực hiện tốt phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, tỉnh đoàn Khánh Hòa, Hội bảo trợ trẻ em nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức phát động hoạt động chạy vì cộng đồng Uprise tại Khánh Hòa năm 2023. Uprise năm 2023 là một sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí dành cho tất cả mọi người trên nền tảng Quest Mobi Uprise. Giải khởi động từ ngày 6 tháng 10 và kết thúc ngày 29 tháng 10. Người tham gia được tự do chạy vào thời gian và địa điểm tùy chọn và chủ động ghi lại kết quả chạy trên các thiết bị di động như điện thoại di động, đồng hồ thể thao, v.v. nhằm tích lũy được quãng đường chạy càng nhiều càng tốt. Sự kiện được tổ chức với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe của người dân, đồng thời gây quỹ cho các tổ chức xã hội tham gia sự kiện bằng cách quy đổi số km người chạy cho tổ chức xã hội đạt được, mỗi km tương ứng tối thiểu 1.000 đồng để hỗ trợ cho học sinh khuyết tật, người khuyết tật cải thiện đời sống. Sau lễ phát động, các thành viên chạy trong phong trào của nhóm Nha Trang Runner cùng với hơn 500 hội viên phụ nữ đoàn viên thanh niên cùng chạy hưởng ứng dọc đường Trần Phú với tổng chiều dài đoạn đường là 2 km.
Hướng tới chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, sáng nay, Trung tâm Thể thao Tâm Nhiên phối hợp cùng Câu lạc bộ Phụ nữ Thanh Lịch thành phố Nha Trang tổ chức chương trình văn nghệ khiêu vũ và yoga. Tham gia hoạt động, gần 200 thành viên của hai câu lạc bộ trình diễn các tiết mục đặc sắc như biểu diễn trang phục áo dài truyền thống, thể hiện các vũ điệu cha-cha, rumba cho người lớn và thiếu nhi, đồng diễn và thi đấu yoga. Các tiết mục với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, động viên tinh thần nỗ lực rèn luyện bản thân, chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc của chị em phụ nữ, tích cực tham gia công tác xã hội, cống hiến tài năng trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Hoạt động được duy trì thường xuyên nhân các ngày lễ lớn, hướng đến tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi số, không gian mạng trở thành môi trường thuận lợi để các đối tượng xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ quá trình chuyển đổi số. Công an Khánh Hòa đã đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xử lý các đối tượng đăng tin sai sự thật, bắt các đối tượng dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng bán lấy tiền, điều tra làm rõ các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Rất nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm trên không gian mạng xảy ra trong thời gian qua đã được Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Khánh Hòa phát hiện, điều tra, xử lý. Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ lẫn thiệt hại. Các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như đăng tải các thông tin tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, đăng tải các thông tin không đúng sự thật, làm hoang mang dư luận. Để đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng, Công an Khánh Hòa đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với tội phạm mạng và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã xử lý 13 trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tiếp nhận 63 tin báo tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tài sản. Chủ động, kịp thời nhận diện được các cái thủ đoạn, sử dụng các cái công nghệ mới để mà thực hiện các hành vi phạm tội, nhanh chóng đúc rút được các cái thủ đoạn để từ đó có thể triển khai công tác phòng ngừa, hạn chế được những cái thiệt hại cho người dân và cho các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện được những cái lỗ hổng, những cái thiếu sót trong các cái quy định của nhà nước để làm sao kiến nghị bổ sung cho nó kịp thời, thì chúng tôi cũng sẽ triển khai một loạt các cái biện pháp phòng ngừa, điều tra và xử lý các loại tội phạm để mà giáo dục, mà răn đe các cái đối tượng phạm tội. Bên cạnh việc đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, đồng thời vận động các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Liên quan tới vấn đề an ninh mạng, thì Sở Thông tin có cái kế hoạch hợp tác khá là chặt chẽ và chi tiết đối với công an tỉnh. Ngoài ra, Cục An toàn tin có thiết lập một cái kênh trao đổi giữa các anh em đầu mối của tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Thì anh em qua cái kênh kết nối đó thì có thể trao đổi kinh nghiệm thường xuyên và kịp thời để anh em học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và cùng phối hợp với nhau để mà xây dựng cho các cái phương án, hình thành các cái phương án để mà triển khai cho tại mỗi địa phương. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Internet, tội phạm trên không gian mạng cũng hoạt động ngày càng phức tạp và tinh vi. Để công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này đạt hiệu quả, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự chung tay góp sức của mỗi người dân.
Trong quá trình tiếp cận với mạng Internet, với các ứng dụng của công nghệ số, mỗi người dân cần tỉnh táo để nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Những thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.